Dạ, mình chào quý cô chú anh chị em đến với kênh Phát Thái Vi mình ha. Hôm nay mình xin chia sẻ với anh chị một cái khu vườn trồng mẫu đơn bông trang ở miền Nam nha quý anh chị. Rất là nhiều và đa dạng những cái mặt hàng. Thì tới thời điểm này phải nói là bông trang thì cũng đã quay trở lại thị trường. Thì một số nhà vườn ở Sa Đéc nói chung, ở Sa Đéc nói riêng và ở miền Nam nói chung thì hiện tại bây giờ là người ta đã trồng qua những cái cây công trình này. Thì hiện tại còn cái vườn này giữ lại những cái cây không phải là đột biến nhưng mà những cái dòng lá trung quý anh chị em, gồm có đỏ vàng trắng yên bái nè, vàng ta. Thì clip của Pháp Thái chia sẻ về giao lưu những cái dòng hoa mẫu đơn thì có nhiều anh em cũng quý cô chú cũng chưa có gành về cái những cái dòng bông trang này. Thì muốn Pháp Thái phân tích những cái dòng bông trang hiện tại bây giờ mà nói bông trang thì rất là nhiều dòng, từ đột biến, từ những cái loại bình thường ha. Thì hôm nay là một cái khu vườn mình chia sẻ đó là rất là nhiều và đa dạng, trồng xen kẽ. Vườn này trồng cái cũng có số lượng nha quý anh chị, rất là nhiều. Thì trong cái thị trường đó thì quý anh chị mình thích những cái dòng nào, từ hoa giấy, bông trang, các loại con cây để mà trang trí khu vườn ha. Thì đây là một cái lô bông trang phải nói rất là đẹp luôn. Đỏ vàng trắng yên bái thì ở miền Bắc quý cô chú cô bác ở ngoài thì trồng cũng đã lâu rồi, cây rất là to, nhưng mà ở miền Nam mình nhập về thì trồng bây giờ cái khu vườn này thì cái dạng tầm trung quý anh chị, rất là đẹp luôn. Đây hoa nè, vàng trắng yên bái á, ở miền Nam mình nó thì có đỏ đỏ màu á, đó đỏ đỏ màu là đỏ trung, vàng vàng ta là ở miền Nam, còn ở miền Bắc thì có vàng búp đỏ ha. Thì đây là vàng ta quý anh chị, vàng lá trung ha. Trong những cái cây vàng trắng yên bái thì đôi khi để mình xem coi, nó có những cái bông rất là lạ quý anh chị em, bông rất là lạ là ra vàng ta nè đó. Quý anh chị mình thấy nè, đây gọi là đột biến nha. Tự nhiên một cái cây đỏ vàng trắng yên bái mà nó ra vàng ta vậy là mình gọi là đột biến nha. Này không phải ghép nha quý anh chị em. Đó. Đây là tự nhiên, và những cái cây vàng thì nó lại xen lẫn những cái cây những cái hoa đỏ quý anh chị. Nè. Nguyên cây vàng ta thì nó ra đỏ. Đó, đây là không phải ghép nha, từ những cái nhánh trong này nè. Thấy gì đó. Thì như vậy là gọi là đột biến quý anh chị em. Thì còn những cái dòng mà vàng ta này thì nó chạy sập, nó đột biến ra vàng sập Bến Tre nè, vàng sập Cánh Bầu là chung dòng đó. Còn cái màu đỏ này thì nó đột biến ra cái dòng hường sập bốn mặt bông đó quý cô chú anh chị em. Trước mắt quý anh chị là một cái cây Dubai đỏ, một cốt phơm tàn tròn. Thì cái xu hướng mà trồng cây công nghiệp hiện tại bây giờ thì quý anh chị mình thấy ha, rất là nhiều thời điểm trước, nhưng mà hiện tại bây giờ nó mai một rồi, do cái thị trường bông trang cái thời điểm kia nó bị sập á. Nên thường khi mà thị trường mà mình chơi những cái dòng, mình quay lưng với những cái dòng bông trang này á, rồi tới chừng mà mình quay lại mình thấy bông trang nó có bông quanh năm, và cái ưu điểm của nó là cũng rất là dễ trồng đó. Nên từ đó quý cô chú anh chị mình sẽ, thị trường lúc này đã quay trở lại rồi, mình cũng rất là vui khi mà bông trang được nhiều người sưu tầm. Đây quý anh chị mình thấy nè, đó một cốt trồng công nghiệp thứ này nè, trên mô nữa, những cái cây này trồng rất là lâu rồi, già nha. Đó quý anh chị mình thấy đây là tàu Thái Lai màu vàng nha. Tàu Thái này thì nó có ba màu, màu vàng, màu hường và màu đỏ nha. Đó. Cây mà trồng công nghiệp mà mình con thường một cốt như thế này phải nói rất là đẹp luôn. Đây dòng tàu nó hay lên đột biến đâu quý anh chị, nó tự nhiên cái bông màu vàng cái nó ra chạy viền màu đỏ, hoặc là đôi khi là nửa bông màu đỏ nửa bông màu vàng. Đó là một cái điểm nhấn để mà mình sưu tầm những cái cây độc lạ đó. Vườn này phải nói trồng thập cẩm nè, mỹ cam, đỏ Dubai, vàng Pháp. Vàng Pháp này mà phải công nhận một điều là nó rất là khó, khi mà nằm đất thì nó rất là khỏe, nhưng mà khi mà mình bứng lên chậu mình rất là khó thuần, tại vì những cái dòng nào dễ thuần thì nó rất là dễ, còn những cái dòng nào mà khó thuần giống như là vàng Pháp nè, rồi Dubai, hay là những cái dòng mà thường nó không có rễ cám á quý anh chị, rễ cám nhiều là mình sẽ dễ thuần, giống như đỏ ta, vàng ta, vàng trắng yên bái, những cái dòng này mỹ cam, mỹ vàng rất là khỏe nha. Còn những dòng như dòng Pháp nè, dòng cam Đài Loan là phải nói là mình phải công nhận một điều, hoa đẹp thì nó rất là khó thuần. Vườn này trồng rất là nhiều cây quý anh chị, rất là nhiều. Đây là một cái cây đỏ Dubai ha, phơm tàn. Thì bông trang mình chơi mà khi mà nó gộ hoa như thế này phải nói rất là đẹp. Thì những cái dòng vàng lá trung này thì đột biến ra quý anh chị, vàng kép, vàng cánh kép ha. Đó, phải nói trong những cái dòng mẫu đơn đột biến rất là nhiều. Đây còn vàng trắng yên bái là đỏ hường ở miền Nam mình đó, thì đột biến ra đỏ kép, đỏ hường kép, cây pháp vàng quý anh chị, rất là nhiều quý anh chị em.
quá trời luôn. Phải nói đẹp. Con này rất là già cây. Quý anh chị mình thấy á, mình sẽ đi dài ra ngoài kia, vườn thì bao la luôn. À, có những clip like mã số à, báo giá, những clip mà ngẫu hứng của Pháp Thái á, thì mình luôn sưu tầm và mình luôn cập nhật thị trường để mình gửi tới quý anh chị em mình ha. Đây, cam đài loan nè. Nói chung là mình không thể nào kể xiết những cái dòng bông trang lá trung. Lá nhỏ thì nó chỉ đơn giản chỉ một số dòng thôi. Còn lá trung này rất là nhiều dòng quý anh chị. Từ những dòng đột biến, những dòng thường, những dòng Pháp, Dubai, rồi các kiểu ha, Mỹ. Đây, mì cam nè. Đó, thì cái xu hướng mà chơi một cốt quý anh chị, form tròn như thế này, rất là đẹp luôn. Đó, cây rất là thoáng ha. Đó, phải nói cái khu vườn này cực kỳ luôn. Mình sẽ đi tổng thể hết cho quý anh chị em mình nha. Lô này là đỏ dân trắng yên quái nè. Đó, form tàn nó tròn thì thôi luôn. Đây là cam đài loan, đỏ Dubai. À, quý anh chị mình á, thường mình chơi cây á, mình chăm á, mình lên chậu hoặc mình trồng đất vậy mình phải xiên nha. Chứ mình bỏ á, thì thường nó bị phượt như thế này nè, những cái đọt này nè, nó phượt lên á, thì nó sẽ líp những cái phơm tàn có sẵn nè. Từ chỗ đó mình phải con lại nha, mình phải thúc tàn lại. Và khi mà lên chậu anh chị mình cân quá đừng có nên tưới nhiều, mình chỉ giữ cái độ ấm vừa phải thôi. Bông trang này mà lên chậu mà nó dư nước rồi nó sẽ bị thối rễ nha. Đó, mà khô nước á, thì bông nó héo rồi quý anh chị mình tưới lại thôi. Lô đỏ dân trắng yên bái này phải nói full. À, đỏ Dubai, một cái phơm tàn tròn. Và cái lô này xen đỏ giữa lẫn và vàng rất là đẹp luôn. À, có đam mê ha, có những cái thông tin gửi tới quý cô chú anh chị mình hình dung nha. Đây, đỏ Dubai, đỏ dân trắng yên bái nè, hoành nè quý anh chị. Thì có nhiều quý cô chú anh chị mình thường thích thoát thân cao, thoát thân thấp ha. Đó, vàng ta kìa. Và một đặc biệt một điều nữa, đó là cái tàu vàng á, tàu á với thằng phụng hoàng cam rất là khó thần nha quý anh chị em. Đó, đây nè, rất là khó thần. Đây là tàu hường nè. Đó, thì trong những cái dòng này thì nó lai màu đỏ nó đổi ra thôi, phải nói luôn bao la quý anh chị. À, nếu như mà yêu thích thì quý cô chú anh chị mình có thể bấm đăng ký kênh nha, bấm cái chuông để những cái clip phát hành không bỏ lỡ nha quý anh chị. Mình luôn cập nhật những cái dòng hoa kiển, ví dụ như bông trang, hoa giấy và những cái vườn, chia sẻ cho quý anh chị mình xem vui để mình ngẫu hứng mình sưu tầm nha. À, thì từ cái thị trường mà hồi xưa chơi bụi không à, thì thị trường sau này có nhiều rồi, người ta rất là chuộng, rất là khó ở chỗ là người ta lựa những cái phơm tàn đẹp và phơm tàn đặc người ta chơi. Còn chơi mà thứ mà kiểu một cốt đó, còn hàng bụi thì rất là khó. Hàng bụi là mình chỉ để cho nó tùm lum thôi. Đây, như cây đỏ dân trắng yên bái nè quý anh chị mình thấy, cái củ nguyên cục thịt nạc nè. Thì dạo này thì giá thì quý anh chị mình cũng đã biết rồi, mình có tầm khoảng 300-400 ngàn là mình đã có một cái cây như thế này là bao phí ship về tận nhà rồi. Tùy theo cái hàng thường chậu và cái hàng nóng nha. Hàng thường chậu như một cái cây vậy, quý cô chú anh chị mình cũng bứng về mấy quý anh chị mình thấy á, mình cũng thường lại tầm khoảng 2 tháng nó mới quay trở lại bình thường, nó mới khỏe được. Còn những cái cây hàng nóng thì phải nói thì về mình phải chăm đó, nên từ cái chỗ đó cái cây hàng nóng và cái cây hàng thuần nó sẽ chênh lệch tầm khoảng 50-100 ngàn cây. Ví dụ cái cây này tầm khoảng 400 thì hàng thuần ở tầm khoảng 500-600 quý anh chị đó. Cái công bỏ ra chăm sóc thuần lại nữa ha, chi phí đó. Vườn này thì chia sẻ gửi tới quý cô chú anh chị em mình xem cho vui, quá trời luôn, nó gực bông à. Đi rất là lâu rồi mình mới thấy được một cái vườn vậy, tại vì thời điểm này là thời điểm tháng 8 của năm 2023. Từ trước Tết của năm 2023 trở về trước năm 2022 thì phải nói mẫu đơn là rất là xấu. Cái tình hình rất là xấu quý anh chị. Lúc đó thị trường không có thịnh hành. Thì bây giờ quay trở lại thì quý anh chị mình thấy cái nguồn ở miền Nam mình thì người ta đã hạn chế rất là nhiều. Người ta nhường lại cho những cái vườn cây công trình có thu nhập cao hơn. Nên mẫu đơn bông trang ít ai sưu tầm, cái số lượng nó đã nhiều rồi. Nhưng mà thị trường lúc này một cái ký tìm một cái cây đẹp thì phải cạnh tranh quý anh chị, cạnh tranh giữa cây đẹp và cây xấu đó. Nên khu vườn này phải nói chỉ biết ngắm nhìn. Dân trấn yên bái này là một trong những cái dòng đặc biệt của quý cô chú anh chị em miền Bắc ha. Thì ở miền Nam mình nhập về thì mình nhân giống thôi. Ở miền Nam mình lúc trước có đỏ hường với hồng hường là dòng đỏ đổi màu á, gọi nôm na là đỏ nó màu á. Wow, cái khu
một cái cây một cốt mà trồng rất là khéo anh chị, rất là tròn, rất là đẹp luôn. Đó, anh chị em mình thấy ha, hết biết luôn. Thì cũng bấy nhiêu quý anh chị, lô này thì rất là già, hoành cũng tầm khoảng 12, 13, 14. Đó, mình chia sẻ ha, chứ đôi khi thấy nhiều khi nhà vườn đẹp quá mình muốn gửi tới quý anh chị em mình xem cho vui thôi. Một cái khu vườn mà quý anh chị mình hình dung một cái chậu có cái đôn ha, mình để mình trang trí cái khuôn viên vườn mình á, mình để nguyên một hàng vậy nè, đủ các loại màu hết rồi quý anh chị mình thấy. Đây như vàng Pháp nè, nó kèm theo vàng ta, rồi hồng hường, đỏ hường. Đó, mình sẽ trồng mỗi một cây một màu dẫn tới ha. Chưa kể những loại sập nha, những loại này là những loại thường thôi. Và những cái dòng đột biến thì bây giờ hiện tại chưa có những cái cây nào mà nó già, nó chỉ tầm bán khoảng 3 năm nay thì tầm khoảng này đổ lại quý anh chị. Do mới xuất hiện nên trồng chưa có lâu nên nó chưa có lớn. Bên kia là tím sen với vàng đỏ anh chị trồng sen. Bên bờ bên kia nó là Mỹ Hồng nha. Bên bờ bên kia nó là nguyên bào bao, đó là tàu Thái Lai ba màu á. Đó. Kèm theo là vàng nghệ, cam, cà rốt, rất là nhiều luôn. Nhưng mà thấy cái vườn này đẹp quá mình muốn chia sẻ với quý anh chị mình xem thôi. Quý anh chị nào yêu thích thì nhớ bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những clip like mã số của nhà vườn nha. Thì Pháp Thái đi gặp vườn này quá đẹp nên mình muốn chia sẻ thôi. Cũng xin chân thành và kính chúc quý cô chú anh chị em nhiều sức khỏe ha. Mình luôn cập nhật và gửi tới quý anh chị mình những cái vườn mẫu đơn rực rỡ đẹp như thế này để quý anh chị mình sưu tầm nha. Xin chân thành ha, hẹn gặp lại anh chị bằng những clip chia sẻ tiếp theo nha.